đi một vòng dự án FC Tropical City. Như mọi người đã biết thì công ty Vland đang có một cái trụ sở văn phòng khá là đẹp ở ngay ngã ba Kinh Liên, thành phố Hạ Long luôn, trung tâm thành phố. Nói về sale ấy, điện thoại không bao giờ được rời khỏi người cả. Hello. Đây, địa chỉ công ty bên em là báo trong 23 Lê Thánh Tông nhé. Hôm nay mấy anh em là quyết định đi xe máy để cho mọi người có cái nhìn khách quan nhất về vị trí của dự án Tropical City. Những quý vị nào mà chưa biết về dự án FLC Tropical City thì là đây là một dự án khu đô thị mới kiểu mẫu của tập đoàn FLC phát triển tại phường Hàng Khánh, thành phố Hạ Long, nằm trong vành đai 2 của thành phố thôi. Có các loại sản phẩm như nhà liền kề, shop house, chung cư và biệt thự. Thì lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái thực tế của dự án đó. Ok, let's go. Ok, hôm nay sẽ đi xe máy cho mọi người có cái nhìn rõ nhất mà nó cụ thể hơn và chủ động hơn về dự án. Sẽ bên này ra ngã tư Long Tòng này. Tới ngã tư Long Tòng rồi các bạn. Đây là thẳng này ra, đi thẳng này. Đó. Thì rẽ ra khu Hà Khánh cho Bico. Rẽ bên tay này, tay trái thì là ra Hà Nội. Rẽ bên tay phải thì vào trung tâm thành phố, là đi thẳng đây là ra qua trung tâm thành phố rồi cầm phả đấy ạ. Ngã tư Long Tòng. Có sao gọi là Long Tòng nhỉ? Em không biết. Trần Phú hay gọi là đường Cao Thanh ngày xưa. Thì từ ngã tư Long Tòng đi vào trong đến dự án Tropical City mất khoảng 4 km. Ok, đến rồi. Hãy vào sang kia luôn đi. Sang cổng dự án ta đứng luôn. Đây là làm được 31 m. Cổng dự án Tropical City. Đây mấy anh em đi bằng xe máy là sát vào đây trong này luôn. Dán nhá. Hiện tại thì cái lòng đường 31 m này. Đó. Đi vào trong cái 4 cái tòa chung cư ở bên này, đấy đang xây đó. Xây đến tầng 5 rồi. Thì đang làm phần nền đường nữa dày. Đấy đá làm nền đường. Rồi làm một số cái hạ tầng khá là cơ bản. Thì dự kiến là cái khu Bali Forest có 4 tòa chung cư này thì sẽ được bàn giao sớm nhất của dự án. Mà mình bán cũng là bán nhanh nhất. Cũng là cái phân khu mà tập hợp được nhiều diện tích nhất. Cảnh chỉ có vậy thôi, nhưng mà để quan sát được hết rõ tất cả một cách rộng lớn nhất về dự án Tropical City thì tôi mời quý vị đến một nơi bí mật với tôi. Tôi sẽ mời quý vị sau nhé. Như quý vị đã biết thì tôi đã phân phối dự án từ thời điểm mà chưa có một cái gì cả, chỉ có đang kế hoạch là phát triển một dự án thôi. Thì tôi đã quay rất nhiều cái video cũng như chụp rất nhiều ảnh tại cái vị trí này, tại vị trí tôi đang đứng đây. Đó, thì quá trình lấp biển diễn ra khá là nhanh, mà nói câu là rất là nhanh thì đúng hơn. Đó, hiện tại thì hoàn toàn cái hướng đất của quý vị đang nhìn là hoàn toàn rất là đất của dự án hết. Lấn biển. Cái diện tích đất lấn biển đã hoàn thành được khoảng 90% rồi. Đó. Phần nền của khu Botanic Garden này, khu Bali này,
Cụm Bam Village này. Hawaii thì đang tiếp tục làm lấn biển tiếp. Đó. Cái vị trí có cái cần trục tháp ở phía xa kia, đó là bốn tòa chung cư đấy. Cầu bài trái trước mặt, vòng quay của Sun World. Nhưng mà dự án nó chỉ có vậy thôi, không có gì nhiều. Thì giai đoạn này thì đã hết hoàn toàn hàng của Botanic Garden và Bali Forest. Chỉ còn quỹ hàng khoảng tầm 13 căn. Đến đây hiện tại bây giờ thì còn tầm 11 căn. Và còn 2 căn liền kề và 9 căn shop house. Quỹ hàng đặc biệt còn lại là hết rồi. Đợt tới là trong tháng 4 sẽ ra hàng khu Palm Village, có một cái hồ là 20.000 m2. Những căn shop house và biệt thự nhìn ra hồ đó thì không phải bàn nữa, quá đẹp. Mà tính thanh khoản thì là điều hiển nhiên là phải thanh khoản tốt. Cái hồ 20.000 m2 đó là hồ duy nhất của dự án của Tropical City. Ok, hôm nay bác đã đi một vòng xem là từ trung tâm thành phố ra dự án có xa không, hay là hiện tại ngày 4/4/2019 là FLC Tropical City đã làm được cái gì rồi, thì quý vị có thể hình dung rõ hơn về dự án chúng tôi đang phân phối. Nhiều khi mình dành những cái tình cảm cho một dự án nào đó thì dự án đó tự khắc nó sẽ yêu lấy mình. Nhu cầu của quý vị khi đầu tư vào đây, hay là mua để ở, hay là đầu cơ, chứ đơn giản chỉ là đầu cơ đất đơn thuần thôi, thì chúng tôi luôn luôn, bản thân tôi luôn luôn là đặt ra những cái quy định cho bản thân mình, chỉ bán những thứ mà quý vị thực sự là cần, giúp quý vị sở hữu được thứ, những bất động sản mà quý vị thực sự là cần. Tối nay tôi lại về Hà Nội rồi, công tác 2 ngày ở Hạ Long, thì có một đoàn khách biệt thự, đoàn khách Tuần Châu và một đoàn khách Tropical về giới thiệu cho các nhà đầu tư đó, xong rồi quay trở về Hà Nội thôi. Chào quý vị nhá.